lời chào đến tôi. Cụ thể là gia đình của em Nguyễn Thị Thiện của nó và gia đình của em mến đã chúng ta có được cái cầu này là phải nói thì chúng tôi là ngày 1 tháng 10, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi tổ chức lễ bàn giao cầu nông thôn kênh 3 ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức. Cầu có chiều dài 28m, ngang 2m, trị giá 124 triệu đồng. Trong đó nhóm chung sức Cà Mau kết nối ông Phạm Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Thùy Mến ở Vũng Tàu hỗ trợ. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân còn trao tặng 40 xuất quà cho các em học sinh. Đến thời gian này, nhóm chung sức Cà Mau đã hỗ trợ được 134 cây cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mỗi cây trị giá từ 70 đến 200 triệu đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.